chứ. Con gái bây giờ phải lắp nhanh hơn con trai. Con trai không lắp thôi. Hà lắp có 28 giây. Người ta mới lắp thử một lần. Một phút là đẹp thôi. Thử một lần. Yêu cầu người ta 20 giây, mình 1 phút. Cậu lắp xong cái súng thì bị bắn chết từ lâu rồi. Từ trên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.